Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vân Bình Vlog. Hôm nay mình lại xin được rất là nhiều chuối chín bị hỏng đây. Và mình sẽ bóp nát ra để ủ để làm phân tưới cho cây, cho hoa. Mình sẽ ủ cùng với những cái bột nấm ấy, để cho nó lên men, sau đó mình sẽ pha loãng ra để tưới cây. Nhà mình trồng được ít rau và cây ăn trái nhưng mà không có dùng thuốc sâu hay là phân bón hóa học, mà hoàn toàn làm bằng hữu cơ. Làm cái này thì nó cũng hơi cách rách, ai không quen thì sẽ cảm thấy hơi bẩn. Mình sẽ ủ vào các cái vỏ thùng sơn 18 lít ý, và đậy thật kín để tránh bị ruồi muỗi các thứ nó vào. Khi mà ủ men được đúng ý, thì mở ra mùi nó sẽ rất thơm. Và khi mở ra mà có mùi thối ấy, có nghĩa là các bạn đã lên men sai. Thì chủ yếu là dùng những các cái gói thuốc nấm hoặc là phụ gia mà ở các cái cửa hàng bảo vệ thực vật và các trại chăn nuôi họ bán ấy. Thì những cái thuốc đấy người ta trộn ủ với chấu và rải ở dưới phân để khử mùi chuồng trại. Vi khuẩn sẽ phân rải rất nhanh và khử mùi phân gà, phân lợn, phân bò, trâu các thứ, cũng chuồng trại không hề có mùi luôn, mà phân cũng nhanh phân rải. Nên là khi mà mình ủ thực vật ấy, lá cây, quả chín các thứ rác nhà bếp thì nó cũng gần như là không có mùi gì luôn các bạn ạ.